Hello, xin chào các bạn. Hôm nay các bạn thấy mình đang cầm cái hộp gì không? Đây là Choco Pie Green Tea Trà Xanh. Cái này không biết ở Việt Nam có không ha. Thì mình mới vừa mua hôm bữa. Và mình ăn thấy nó hơi bị khô. Để mình mở ra các bạn coi. Đây, cái bịch của nó nè. Green Tea Trà Xanh. Ok, bây giờ mình sẽ thử đem nó vô microwave xem thế nào nha. Lần đầu tiên thử, không biết kết quả như thế nào. Mình có Google là làm sao để mà các choco pie ăn nó bớt khô đi. Thì họ chỉ là đem cái nị vô microwave. Thử coi nó như thế nào nha. Đây, chuẩn bị sẵn cái dĩa và gói bánh. Bây giờ chúng ta làm gì? Xé ra. Trời, tôi xé không được. Ôi ôi, sao cứng dữ vậy? Ok, nhẹ nhàng. Xé bằng cuốn này. Ý. Ok. Đây là cái bánh choco pie. Để cái bánh vô giữa cho nó đẹp. Vô giữa rồi nha. Hồi nãy có Google á thì nói là cái này chỉ để dưới 20 giây. Ok, mình sẽ để dưới 20 giây nha. Okay. Giờ thì đóng lại. Ok, 20 giây, bây giờ mình để 15 giây đi. Ok, không 15, ok. Enter. Không biết nó như thế nào, cũng hồi hộp quá đi. Mình đã nghe được mùi thơm của bánh rồi đó. Oh wow. Các bạn xem nè. Đây là thành phẩm sau khi microwave. Đừng qua đây. Ok, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng ăn thử xem nó như thế nào ha. Mình đã chuẩn bị sẵn cái muỗng. Mình không kiếm được cái muỗng nhỏ cho nên là các bạn tạm thời xem với cái muỗng to ha. Thì các bạn thấy là sau khi mà đã để microwave trong vòng 15 giây thì bây giờ cái bánh của mình nó bị tách ra như thế này. Các bạn thấy không? Cái lớp kẹo này nó ra có vẻ nó hơi cứng hơn hả? Không biết nữa. Không, mềm hơn. Cái này có vẻ cứng hơn chút. Vì người ta nói là ăn như vậy nó sẽ đỡ khô. Ồ, các bạn thấy ha, đây là trà xanh nè. Nhìn thích ha. Ngon. Đỡ khô hơn thiệt. Nhưng mà ăn mất công hơn chút. Là phải đợi 15 giây. Với lại là phải ráng hồi phải rửa cái dĩa này nè. Giờ phải rửa thêm cái muỗng nữa. Ngon không các bạn? Đúng là ăn ngon hơn. Nếu bạn không microwave thì ăn nó sẽ hơi khô. Ăn này ngon hơn nè. Ngon. Ừ.
Ngon á. Trời ơi dính quá vậy. Ui. Trời ơi. Ăn bằng cái muỗng ngược hả? Đi. Vô. Thôi, ăn vậy luôn. Ngon quá. Rớt luôn cái còn lại. Sao khó dét quá vậy trời. Ông lấy lấy thêm một cái muỗng nữa. Sorry nha các bạn, mình sẽ sử dụng tay. Ok. Bây giờ thì mình sẽ đi rửa muỗng và rửa dĩa đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kỳ sau. Video này xin làm cho vui thôi. Nếu các bạn thích video này thì cho mình một dấu like và để lại comment bên dưới nha. Và nhớ subscribe kênh channel của mình. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye.